Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam cân bằng Bắc Trung Nam có còn quyết định việc chọn tứ trụ hay không. Hội nghị Trung ương lần 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang họp tuần này với một nghị trình lớn là thảo luận bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Bí thư khóa 13. Một câu hỏi được đặt ra là liệu vấn đề cân bằng vùng miền đại diện cho miền Bắc Trung Nam có đặt ra khi giới thiệu về đề cử cho 4 chức danh cao nhất bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội hay không. Đây là hình ảnh các lãnh đạo của Việt Nam dự hội nghị ASEAN ở Hà Nội vào ngày 12 tháng 11. Ba lãnh đạo cao nhất của nhà nước Việt Nam hiện nay vẫn gồm đủ cả ba miền Bắc Trung Nam, bao gồm ông Nguyễn Phú Trọng quê Hà Nội miền Bắc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân quê Bến Tre người miền Nam và ông Nguyễn Xuân Phúc quê Quảng Nam người miền Trung. Nhìn lại lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, dường như một nguyên tắc không thành văn là bốn chức danh cao nhất luôn gồm các nhân vật đủ cả ba miền để đảm bảo đoàn kết. Vào năm 1976, sau khi Việt Nam thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ tư. Đây là lần đầu tiên chức danh Tổng Bí thư được dùng thay cho chức vụ Bí thư thứ nhất vốn do ông Lê Duẩn, sinh ở Quảng Trị, giữ từ năm 1960 tới tận năm 1976. Tại đại hội thứ tư, ông Lê Duẩn tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. Ông Phạm Văn Đồng quê Cảng Ngãi làm Thủ tướng, ông Trường Chinh Nam Định là Chủ tịch Quốc hội và ông Tôn Đức Thắng ở Long Xuyên nay thuộc tỉnh An Giang tuy không nhiều quyền hành vì không có trong Bộ Chính trị vẫn giữ chức Chủ tịch nước từ năm 1976 cho đến năm 1980. Giai đoạn năm 1981 cho đến năm 1987, chứng kiến Lê Duẩn tiếp tục là Tổng Bí thư đến khi qua đời vào tháng 7 năm 1986. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước là Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng, một người miền Nam, và Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch Quốc hội đến 1981 đến năm 1987. Từ đại hội thứ 6 năm 1986, người ta thấy có ông Nguyễn Văn Linh quê Hưng Yên làm Tổng Bí thư. Ông Phạm Hùng quê Vĩnh Long làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1987 đến khi qua đời năm 1988 thay bằng Đỗ Mười ở Hà Nội. Ông Võ Chí Công ở Quảng Nam là Chủ tịch Quốc hội đồng Nhà nước từ năm 1987 cho đến năm 1992. Và ông Lê Quang Đạo ở Bắc Ninh là Chủ tịch Quốc hội từ năm 1987 đến năm 1992. Đây là hình ảnh ba vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản gần đây nhất. Từ đại hội thứ 7 năm 1991, sự chen lẫn ba miền tiếp tục với các nhân vật như sau. Ông Tổng Bí thư Đỗ Mười làm việc cùng Chủ tịch nước Lê Đức Anh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở Vĩnh Long và Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh ở Bắc Cạn. Vào năm 1997, ông Trần Đức Lương quê ở Quảng Ngãi kế nhiệm Chủ tịch nước ông Lê Đức Anh. Từ đại hội 9 năm 2001, Bộ Tứ vẫn cân bằng vùng miền bao gồm Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải ở Củ Chi và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An ở Nam Định. Nhưng đại hội lần thứ 10 năm 2006 không có đại diện miền Trung trong Bộ Tứ, mà lúc này bao gồm ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Cà Mau, Chủ tịch Quốc hội nước Nguyễn Minh Chiết ở Bình Dương. Tại đại hội 11 năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư, ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục làm Thủ tướng. Chủ tịch nước lúc này là Trương Tấn Sang ở Long An và Chủ tịch Quốc hội là Nguyễn Sinh Hùng quê tại Nghệ An. Như vậy có thể thấy, kể từ đại hội 10 năm 2006, vấn đề cân bằng ba miền Bắc Trung Nam đã không còn là nguyên tắc bất di bất dịch mà có thể thay đổi tùy bối cảnh. Ngay bây giờ có thể khẳng định chắc chắn rằng ông Trần Quốc Vượng sẽ là Tổng Bí thư khóa 13. Đó là dự đoán của blogger Bùi Thanh Hiếu có bài bình luận với tựa đề Ai sẽ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 với nội dung chia sẻ như sau. Đến tận ngày 20 tháng 11 năm 2020, trước hội nghị trung ương cuối cùng của khóa 12, chỉ hơn 20 ngày, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam có phương án chốt nhân sự để giới thiệu ra đại hội lần thứ 13 bầu chọn. Nói là đưa ra để đại biểu đại hội 13 bầu chọn, nhưng thực chất cuộc bầu chọn đã được Bộ Chính trị khóa 12 chọn lựa và thống nhất xong. Đây là hình ảnh những khuôn mặt sáng giá trong Bộ Chính trị vẫn còn đủ tuổi. Việc bầu chọn của các đại biểu tham dự đại hội 13 chỉ là thủ tục, bởi thường thì những vị trí giới thiệu chủ chốt
chỉ có một người ra ứng cử. Thế nên, để đoán được ai có tên trong danh sách tứ trụ Đại hội 13, chỉ cần xem ai có thế lực ở trong Bộ Chính trị Trung ương khóa 12 này sẽ có thể đúc kết được kết quả khóa sau. Bộ Chính trị khóa 12 hiện nay có những ai có thực lực, câu hỏi được đưa ra. Các ông Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, Đinh La Thăng đã rời khỏi cuộc chơi. Tiếp đến là các ông Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải cũng đã nhận án kỷ luật. Ông Nguyễn Thần Nhân thì rời khỏi chức Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, đồng nghĩa ông đã hết quyền lực. Bà Trương Thị Mai, Tòng Thị Phóng và Võ Văn Thưởng, Phạm Bình Minh thuộc nhóm có cũng như không. Nhóm quyền lực thực sự trong Bộ Chính trị có ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình, Phạm Minh Chính, Tô Lâm. Không nhắc đến ông Ngô Xuân Lịch và Trần Quốc Vượng, bởi hai ông này với ông Trọng là một. Ý ông Trọng ra sao thì hai ông này theo vậy. Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ hơn người là bà đang ngồi trong bốn ghế tứ trụ. Xét về mặt vây cánh, bà không có bằng những ông khác, để ý kiến cho có trọng lượng. Việc bà ngồi ghế tứ trụ hiện nay do Nguyễn Phú Trọng muốn có nữ giới để cho khác với những nhiệm kỳ trước kia, có cái gọi là đổi mới. Trong nhóm 5 người quyền lực nhất, có đến 4 người ở trong ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng là các ông Trọng, Bình, ông Chính và Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Cũng trong nhóm 5 người quyền lực nhất này có ba ông gốc công an là ông Trương Hòa Bình, Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Hai ông Phúc và ông Trọng không xuất thân từ công an nhưng có chân trong Đảng ủy Công an Trung ương. Có thể thấy ngay công an chiếm ưu thế về quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Chưa kể hai ông công an chắc xuất vào Bộ Chính trị khóa tới là ông Nguyễn Văn Nên và ông Phan Đình Trạc và có thể cả ông Nguyễn Hòa Bình. Tính đi tính lại thì ông Trọng vẫn là người có quyền lực nhất. Ông kiêm nhiều chức vụ nắm quyền lực. Ông tất nhiên sẽ chọn lựa người làm Tổng Bí Thư chứ không phải là người xuất thân từ công an. Bởi nếu vậy các ông công an còn lại sẽ không phục. Họ sẽ ấm ức tại sao không phải là họ mà lại là ông kia. Suy ra chỉ có ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng là đủ ứng cử viên vào vị trí Tổng Bí Thư. Trong đó ông Vượng là chỗ thân tín của ông Trọng. Ông Trọng sẽ đưa ra phương án ông Vượng là Tổng Bí Thư. Còn nếu Bộ Chính trị không đồng ý thì ông Trọng giới thiệu ông Ngô Xuân Lịch. Cũng nên nhớ quyền giới thiệu thuộc về Tổng Bí Thư khóa trước là chủ yếu. Các giới thiệu của người khác chỉ có hiệu quả khi phần lớn các ủy viên Bộ Chính trị khác đồng tình. Nếu ông Trọng giới thiệu như vậy, các ông công an quyền lực trong Bộ Chính trị kia sẽ chọn ông Vượng hơn là ông Lịch ở bên quân đội. Đây là hình ảnh ông Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Ông Vượng qua mấy lần lấy phiếu tín nhiệm đều thấp. Ông Trọng đã cho diệt luôn những người uy tín cao khác để răn đe. Đồng thời, ông bảo đừng thấy đỏ tưởng là chín. Chọn người phải chọn lúc họ làm rồi mới biết họ làm hay là mới chọn. Như vậy, đã thấy quyết tâm của ông Trọng đưa ông Vượng lên bằng được. Và nếu đã thế thì chẳng còn gì nữa. Nếu không có đột biến như đảo chính thì chắc chắn ông Vượng sẽ giữ chức Tổng Bí Thư. Và ngay bây giờ có thể khẳng định chắc chắn là ông Trần Quốc Vượng sẽ làm Tổng Bí Thư khóa 13. Blogger Bùi Thanh Hiếu đã nêu dự đoán của mình như thế. Còn trên Facebook cá nhân có hơn nửa triệu người theo dõi, nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đưa ra nhận định như sau. Bộ Chính trị khóa 12 có 19 ghế. Trong 5 năm qua thì có Đinh Thế Huynh được cho là đang bị thần kinh, thật giả không biết. Trần Đại Quang thì đã qua đời, ông Đinh La Thăng đang thụ án tù 30 năm, sắp ra tòa tiếp và Hoàng Trung Hải bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Nguyễn Văn Bình bị kỷ luật cảnh cáo, coi như bị vô hiệu hóa, cửa tái cử. Bình và Hải sẽ không được giới thiệu và nghỉ hưu sau đại hội lần thứ 13. Như vậy, 6 người trong Bộ Chính trị hiện nay đủ tuổi ở lại có Phạm Minh Chính sinh năm 1958, Vương Đình Huệ sinh năm 1957, ông Tô Lâm sinh năm 1957, Trương Thị Mai 1958, Phạm Bình Minh sinh năm 1959, Võ Văn Thưởng sinh năm 1970. Ngoài ra, ông Trương Hòa Bình sinh ngày 13 tháng 4 năm 1955, tính tới thời điểm đại hội thì còn dư 3 tháng tuổi, cũng có thể được thảo luận và bỏ phiếu. Các ông trong ban Bí Thư khả năng rất cao sẽ được giới thiệu vào Bộ Chính trị khóa tới bao gồm Nguyễn Văn Nên, Lương Cường, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng, Trần Thanh Mẫn, Trần Cẩm Tú. Và như vậy, dư 4-5 suất cho người mới và một trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại. Đại hội Đảng lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 1 năm 2021 là điều gần như không thể hoãn lại bất kể đại dịch diễn ra như thế nào. Đây là hình ảnh Thường trực Ban Bí Thư ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953,
và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954. Trường hợp đặc biệt quá tuổi muốn ở lại nắm quyền như ông Trọng ở đợt đại hội 12 thì chỉ có một và sẽ được giới thiệu và xem xét tại Hội nghị Trung ương 15 diễn ra ngay sát trước đại hội 13. Các nhà quan sát chính trị gọi đó là cuộc đua tam mã, gồm có Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng và bà Kim Ngân. Trong đó, ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953 được ông Trọng ủng hộ thay thế mình. Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, ứng viên sáng giá với uy tín tăng cao khi xử lý tốt đại dịch. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, đại diện cho cánh miền Nam thì còn rất ít trong bộ chính trị. Bà Ngân được xem là không ngả về phe nào nên cũng là ứng viên lý tưởng để cân bằng lợi ích. Tiền lệ đã có ông Trọng làm Chủ tịch Quốc hội trước khi qua ngồi ghế Tổng Bí thư vào hồi năm 2011. Và bà Ngân là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ chính trị cao trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù tại Lào thì Chủ tịch Quốc hội là nữ đã có từ năm 2010. Và thông tin cho thấy cơ hội đặc biệt cũng đang chia đều cho ba người. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố rút và nghỉ. Kể cả không nghỉ vì sức khỏe thì ông Trọng cũng khó tiếp tục. Bản thân đã hai lần là trường hợp đặc biệt nên muốn ở lại phải sửa quy định. Đặc biệt vì kiêm nhiệm ghế của Trần Đại Quang, ông cũng không hoàn thành trách nhiệm và kể từ khi ông bị đột quỵ lần một. Vào ngày 15 tháng 12, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, cựu bí thư tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đang là phó trưởng ban dân vận Trung ương, sẽ là người miền Nam hiếm hoi lột vào bệnh chính trị, cùng với ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Văn Nên, Võ Văn Thưởng. Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020 với bản tin Việt Nam cân bằng Bắc Trung Nam có còn quyết định việc chọn tứ trụ hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.